Chào các bác nhé, bây giờ là buổi trưa hôm nay mùng 7 tháng 5 năm 2021. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì em lại test một con máy 10.000 BTU. Đấy, vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với con này Daikin 2 chiều Invictor. Đấy. Máy rất là mới. Chạy ga L32. Và tiện đây em giới thiệu cho các bác hai con máy của dòng Pala. Đó là con 9.000 và con 12.000 các bác nhá. Thế đều hai con này đều là hai con tính năng có Eco Nano khử khuẩn, Eco Lavi và có Nano khử khuẩn nhé. Đây là hai mẫu điều hòa full tính năng của dòng điều hòa Pala. Hai con máy khá là đẹp, có tự động vệ sinh dàn lưới. Thì con này thì có cả thêm tính năng cảm biến thân nhiệt nhé, riêng con 9.000 này. Máy rất là đẹp luôn. Đây, em sẽ quay chi tiết cái mặt lạnh này. Vậy bác nào có nhu cầu về điều hòa, đây con 9.000 và con 12.000 hàng tính năng này thì liên hệ đây, hoặc các bác qua có địa chỉ nhà em nhé, số 94 Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên, thị huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đấy, thì trở lại với con này thì em test xem các bác xem là con này nó chạy như nào. Đây, hôm nay thì em sẽ bán thêm một cái thương hiệu nữa là con đai của điều hòa Daikin. Đấy, dòng rất là cao. Daikin con 10.000 mà lên 9,3 ampe. Nhân điện 100V thì nó là hơn 900W các bác nhá. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn. Các bác thấy không? Em chạy được khoảng 15 phút nước bắt đầu đã chảy rồi. Con này là 10.000 nhá. Thì con này các bác lắp vào phòng 13m2 rồi về thôi. Đấy, con này phải chạy qua cái biến áp bởi vì nó là nguồn điện 100V. Đấy, em chạy qua cái biến áp đổi nguồn. Đây là cái đổi nguồn này của trong nhà. Nhưng mà tuy nhiên khi các bác lắp đặt thì nó sẽ có đổi nguồn dành riêng cho điều hòa riêng. 2.000 VA thì có thể chạy được rất là ok. Đấy. Đấy, xòa cửa gió anh thấy lạnh toát rồi. Đường hồi đứng đẩy nhé, ướt hết mồ hôi rồi. Đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì con này là sản xuất năm 2017, máy như là máy lướt luôn, máy mới luôn. Rồi, con này thì em chắc chắc ok rồi nhé. Anh nào quan tâm với con là 10.000, đây là con 10.000 nhé, 2 chiều dương cơ của dòng Daikin thì liên hệ với em con này. Đấy, còn và con 9.000, con 12.000, đấy hai con này nữa. Rồi bác nào có nhu cầu thì ủng hộ điều hòa cho em nhé. Đấy. Rồi, vâng, xin chào các bác.